Chào mọi người. Thì clip này mình lên cho mọi người cái bộ vàng Denon F102 nha mọi người, đánh cái cặp loa Denon F103. Đó, bộ này thì gồm có âm ly và cặp loa có e căng đầy đủ nha. Mình tháo e căng ra cho mọi người thấy cái màn loa bên trong đó, cho nhìn cho nó đẹp. Nói chung bộ vàng này là thuộc cái vàng trung mọi người, vàng trung và cũng thuộc cái dòng cao cấp của Denon á, thiết kế theo style của những cái dòng mà SE sau này mọi người, cái mặt nó bo tròn này, này. Đó, đánh rất là chắc nha, chắc và chi tiết, đậm chất Denon thì nó khỏi nói rồi. Bộ vàng này là bộ vàng đời cao nha người, đời cao nên là Denon chuyển sang sản xuất ở Trung Quốc. Đó, mọi thấy không? Bộ vàng này sẽ chuyển sang sản xuất ở Trung Quốc, không còn sản xuất ở Nhật nữa mọi người. Nhật là những cái dòng đời cũ xa xưa ha. Còn những cái dòng đời cao đời mới sau này là buộc họ chuyển cái nhà máy ra khỏi khỏi nước Nhật á, thì họ chọn Trung Quốc để lắp ráp những cái loa này. Ok. Đó thì mọi người thấy mình giới thiệu cái con mà SCA77 cũng made in Trung Quốc mọi người. Và cái dòng mà F100 mà cái loa mà SC gì? R hả ta? E727 chứ R đó, cái cặp loa vàng vàng mà nó đẹp cũng sản xuất Trung Quốc luôn. Nói chung là sau này những cái hãng JBL, Denon, Bose đồ là tất cả phải đưa ra ngoài đất nước hết, thì họ chọn Trung Quốc làm cái công xưởng lớn nhất, tại vì cái công nghệ đó nó phát triển, nó trang bị tốt cho cái dây chuyền sản xuất với giá thành nữa. Ok, thì nói chung bộ này chỉ gồm cái dàn ở đầu âm ly và cái cặp loa thôi nha mọi người. Mọi người có thể về cắm tivi, thiết bị ngoài hoặc là cắm từ cái đầu đĩa, và con này thì nó có cổng phono để chơi đĩa than nha mọi người, khá là cao cấp. Một cái cổng AUX phía sau và một cổng AUX phía trước nữa đó, cho mọi người tùy cắm. Đằng sau thì cũng rất là nhiều kết nối. Rồi ok, mình thử mở một nói chung cái cặp loa này thì cái bộ vàng này chỉnh được bass step nè mọi người nè, cả surround nữa nè. Bass đang là cộng 2 thì nếu mà up down thì mình chỉnh dưới đây luôn nha, nó lên tới cộng 8 dB bass á, và trừ 8 dB nha mọi người. Cái ông bị nông này ổng chơi cộng trừ dB không à, và bước là nhảy là 2 chứ ổng không có cộng 1 2 3 như mấy hạng khác. Rồi trep thì cũng vậy mọi người, trep thì lên cũng cộng 8 và trừ 8 dB nha, thêm dB đó. Rồi có cái center balance luôn mọi người, đây balance center mình thích chỉnh gì, sound direct hay là chơi theo cái tùy chỉnh preset thì mình chỉnh thôi. Ok, mình giới thiệu sơ thôi mọi người, có nói chung bộ vàng này phù hợp với tất cả các trong nhạc luôn, tại vì nó có chỉnh giải tầng mid bass treble, là mọi người nghe nhạc trẻ hay nhạc sàn hay nhạc bolero đều được. Và đặc thù cái cặp loa này nó cũng khá ok về về cái âm thanh nó phát ra của ba giải tầng mọi người, kể cả âm trầm cũng cũng có và âm trung cũng trép cũng tốt, nên là có thể chơi đa thể loại nha, gọi là đa thể loại cho nó tiện. Ok, giờ mình mở trước một cái bài nhạc của Trung Quân trên YouTube cho mọi người nghe nha. Mình mở sẽ nhạc YouTube Trung Quân phát bằng cái máy ZX507 này, bài Vì Mất Đi Ánh Mặt Trời nha. Sau đó thì mình sẽ mở nhạc Lossless trên cái thẻ nhớ cho mọi người nghe, những cái nhạc vàng bolero nha, coi là nó đánh những cái thể là nhạc khác nhau thì như thế nào. Rồi phát nha mọi người. Thank you.
Ok, giờ mình chuyển sang một cái bài nhạc offline trên máy, trên thẻ cho mọi người. Nhạc offline, tại vì cái nhạc YouTube thường là cái âm thanh nó ở mức trung bình mọi người, nó không có được hay cho lắm đâu. Chúng cũng tạm thôi, nên là mình sẽ ưu tiên mình nghe những cái bài nhạc trên máy thôi. Oh.
Thank you.
Để mình mở Hồng nghe thử bộ nhạc vocal nước ngoài nha. Nhạc nước ngoài thì mình phải nhớ mở cẩn thận, rồi nhiều khi mở chúng cái những cái bài mà bị bản quyền đó, là nó sẽ không có hiện lên được trên YouTube mình, nên là phải chọn. Ủa, tôi không biết mở cái gì luôn.
clip cũng dài rồi, mình dừng clip đây nha mọi người. Đó thì cái bộ này nếu mà ai thích cái ngoại hình và chất âm của Denon thì có thể mua dùng nha. Nói chung là chất âm cũng khá là trung tính, là dễ nghe dễ chơi mọi người, và nó trưng bày cũng khá là ok. Nếu mà bỏ cái đi cái e-căng lên thì nó như vậy nha mọi người. Thì những cái dòng này thuộc cái dòng đời cao của Denon người, nên là nó sẽ làm theo xu hướng mà trưng bày đẹp á, trưng bày đẹp cho mọi người về, mọi người có thể bày biện phòng khách đồ cho nó tiện. À, bên lưới này nó bị tụt cái này ra, mọi người đợi chút. Đó thì nó sẽ vậy nha, mình để tạo cho mọi người xem này, chút mình fix lại sau. Ok, ai có nhu cầu mua bộ này thì liên hệ mình nha. Bộ này 4.3 nha mọi người, 4.3. Thì nó có cái đầu CD nữa, nhưng mà đầu CD không dùng được, nên là ai mua thì mình tặng luôn cái đầu CD về, có thể thích thì sửa dùng, không thì cứ để đó trưng bày trên cái bộ vàng cho nó đẹp thôi nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nhiều. Bay nét.